Dạ con xin chào ông bà cô chú, em xin chào cả nhà nha. Dạ em chào cả nhà. Bữa nay hai vợ chồng em đi đổ lúa cả nhà ơi. Dạ mời cả nhà đi đổ lúa với hai vợ chồng em. Bữa nay Út bẻ dừa ha anh. Út bẻ dừa thấy cũng đổ nè em ha. Ừ, chuyến này thấy nhiều nè. Cũng mừng ha anh. Mưa cái dừa cây cối nó tốt á, nó cũng chịu trái nhiều. Chắc này bẻ tới đây rồi nè. Không có cái dừa nè. Có chiếc cái dừa này. Trái này cũng bự nè. Nạo làm cái cốt một cái thôi. Nhiều cái lắm em. Dày cơm. Hết biết được nha. Chưa tới chứ này tới rồi. Chứ này thấy nhiều cái đồi á. Chứ này nó đỡ hơn. Độ cái lú nè, chặt không dài lâu quá không đỡ mà. Đỡ gì? Không đỡ hả? Mười mấy mét. Có hả? Vậy là anh bòn dở giùm rồi hả anh? Dở không có lấy đâu, không cho Út chơi. Dở rồi, nhờ coi chơi. Út thiên thổi, Út thiên có thuốc, mặt bọn lỗ luôn. Ủa anh Hiệp, anh phơi gì vậy? Tôi thấy nằm trong mắt, vậy anh phơi anh đang ngồi nắng phơi. Phơi cái điện thoại á vậy? Ướt có thuốc à? Đúng luôn, chỗ này thấy gì sâu quá trời. À, cái này anh đòn mới ấy quen rồi. Ra phải giặt cho sạch sẽ nó có mới chạy. Chỗ này không ngon mà mấy kia. Dơ nguyên trái dừa luôn. Có tép á. Dừa không anh Hoàng ơi. Sao mấy tép gì hả? Tôi phơi, tôi đem ra ngoài nắng phơi tự nhiên. Chỗ này không ngon rồi, thôi em dời cái lú qua bên kia luôn. Em lên ta giặt rồi, cho nó sạch nó chạy. Đó không phải có dừa nha. Dạ. Anh bọn giỡn rồi đó. Trời mê quá vậy mà. Dừa khô không đây nè. Dừa. Dừa non nhiều hả anh? Lát nó gọi gì anh bọn? Ốc đắng hết, biết ốc đắng cho mày luôn à. Ờ à, chín mình nó thèm á, mình lựa ốc đắng ăn lát cho ạ. Nó thêm ít nữa. Rồi. Thôi con ruộng cái lú này qua ông kia đặt luôn. Ở đây đặt nó không chạy thôi. Lát lụm lem vô cái phơi ha. Thôi. Này người ta bẻ dừa gớt mà đang nhiều lắm. Nhiều lắm á. Có lá dừa nữa nè. Lá dừa khô khô cái mình gấp mớ á. Để dành nhóm lửa luôn. Ngon á. Lá dừa mình cũng gần hết rồi. Anh đặt ở đâu anh? Lâu rồi. Lâu lại không có đặt cái mương bên này nè cả nhà, cho nên ít có cái sặc lắm. Cái mương này cái sặc nhiều với ốc nhiều đó. Cái này ông xã em á, giờ cái lú qua đây đặt luôn. Nghe cái trời non non không? Chắc lát hái một ít vào cái trời ha anh, về nấu canh nè. Thấy. Đặt chỗ cũ à. Chỗ cũ à. Chỗ cũ rồi đó. Chỗ cũ này có cát sạch nhiều. À, có cái bụi nó xíu không? Ừ. Cái mương này là bèo hết sức bèo luôn. Bèo này mình nuôi cá mình thả vô cho nó ăn được ha. Nuôi vịt á, nuôi vịt đẻ á. Vậy hả? Bèo này nó hết sảy luôn á.
nào này giật trẻ thấy một cái là mê. Dữ lắm, mê lắm. Cái này mà không có nó chất dời luôn á anh. Chứ đặt mấy cái này không có chán, đem ra ngoài kia không có thì cũng có cách sặc ăn. Cách sặc, cách sặc muôn năm. Đắng nè. Nào. Bắt đi. Bắt nó cho chín. Vô. Chặt vũ vũ nó anh. Ê, em ơi vô em ơi. Ê, cái gì dữ vậy? Con cá lóc với cặp cá chê luôn nè. Ê, sao bữa nay nhiều cá vậy anh? Nhiều ha, nè ốc nữa nè. Ai biểu em thăm đòi đổi chỗ không chị? Vậy là được rồi, nghỉ đổi. Có lý. Chị để nữa. Ngon á, chỗ này ngon nè. Được á, tại chỗ này có cái đường nước ra vô á. Cấp hỏm em thăm rồi không có. Có mà có mấy con, mấy con nhóc luôn em nha. Ừ, vậy là được rồi. Có lý ốc nó luôn nè, cái chơi dằn nghệ luôn em thấy không? Thì con cá lóc ốm nhiều ốm nhất đầu trời dời ba không bữa rồi mình không có dở. Em cầm lên anh đi, cô gái này chắc mới vô hay sao em, nhưng mà sao mình không nghe nó ụt gì chân hả anh? Sao nghe đồ em có ra tới đây mà nghe. Phải nghe ụt đi, ra thăm rồi. Ừ. Đâu có ốm gì đâu hả? Ừ. Này trúng mánh nữa hả? Khỏe em ha. Khỏe, khỏe được. Học rồi chứ. Khỏe được ngày rồi đó. Thôi đi. Vô em ơi. Anh cảm lại đi rồi mình đi vô. Ngon, có lạnh. Có cá nó không sợ bị ngợp ha. Bữa em bắt ngang á, em đi qua bển á. Rồi vô em ơi. Hai vợ chồng em á, đi đổi lưới cũng được chưa rồi cả nhà. Được con cá lóc với ăn cá chê. Ốc đắng. Ốc đắng nhóc ốc luôn. Ốc đắng nhóc luôn. Mình lựa ốc đắng ra gần đi. Được mấy con cá bóng dừa nữa nè. Cá mè. Mang tép nữa. Mang tép này lát mình đâm ra, mình nấu canh. Lát anh đi hái thì em mọc mớ rau cải trời đâu đi. Thôi em đi hái đi, anh ở nhà anh bằng cá cho lỡ độ anh vô nè. Ha. Ừ, ừ cũng được. Vậy em hái thêm một ít rau. Quả ốc mà nè em. Cái dừa non với ngóc. Dừa non mà nó hay ngóc. Ốc đắng còn ngon không em ha. Ừ. Nha. Như đây à, lát mình cho chín này, chín ăn mình lên là dư sức luôn rồi. Nha, có mình bệnh không? Cá này làm gì ăn ta? Em mặn, anh mặn đi. Anh mặn đi, lát em muốn làm thì em làm. Ê, ở nhà mình còn hũ mắm tép anh. Gì? Mắm tép. Mắm tép hả? Mấy mình chiên đi, cái mình hái ăn ít rau vườn nè. Cái gì mình gói á. Ha. Có lý nha. Được á, anh cũng thèm mắm tép nè, mắm tép cũng chảy nước miếng luôn á. Lát em ra Út em xin mớ đậu gồng đó. Rồi, vậy anh đi bằng cá cho. Ờ. Rồi tranh thủ đi em ơi, có bụng rồi. Em hái chừng hai đám gì nè là đủ nồi canh nè, non hết sức non luôn. Ăn bằng cá rồi đó ha. Ăn bằng cá rồi, rửa muối, xài canh, sạch.
cả trời. Tháng này bự bự hết anh em. Để anh phụ em rửa ra cho em cá anh làm rồi nè. Em lên anh làm gì làm đi. Anh đặt gà chiên hả? Chiên để mình ăn miếng tét với rau. Nghe nãy nói rồi mình quên. Anh ơi rau này nè, nó đóng sình nhiều lắm, mình ngâm trước đi rồi mình sẽ rửa. Thì anh rửa rau thì em xong phải không? Ừ. Anh thấy một chú anh kia. Lên cho con này, một chuối chim. Chuối chín rồi, đi làm nghề đó. Đẹp. Nè, em rửa rồi, để giờ em. Anh giờ mà bắt biết lên á, cái này chi cá. Cá đi chuẩn bị nấu canh rồi nha. Ừ. Mình nấu miếng canh nó cho bên dễ hấp. Mình cũng dễ nè. Cá, ông xã em cũng hoàn sạch rồi nè cả nhà. Giờ anh để đây cho gáo. Với được ít tép nè, nó lát nó canh. Em có chuẩn bị thêm một ít rau cải để lát mình gói với cá chiên á, mình ăn. Ở nhà em được hũ mắm tép nữa nè, lát mình ăn kèm luôn cho nó ngon. Giờ anh đập và tép tỏi á, để lát nấu canh với em chiên cá cho nó thơm. Vậy để anh rửa cái rau giùm cho em luôn cho. À vậy em để rau xuống cho anh rửa giùm em luôn nha. Tép này, tỏi này em đập dập thôi. Em để ra cái trời này em ngâm á, cho nên ra chút dơ. Ở đây em lật hũ và xả em mấy cụm rau này luôn. Lát mình ăn kèm với cá chiên á. Rau cải ngon. Nó giòn. Cái cùi này lát ăn cái đã. Mấy cái gốc rau thơm lát anh chừa lại cho em nha. Em cầm nó. À, anh sống bữa em cầm á nó lên lá non rồi kìa. Bữa nay mình được cá chê đồng anh, mình chiên ăn có rau là hết sảy luôn ha. Cá chê mà chiên là giòn giòn là ăn đã luôn à. Em quên để cho chảo thiệt là nóng mình phải để dầu vô, chiên nó bị dính. Quen. Quen thích nấu dầu vô, tưởng nó xào rồi. Chiên cá anh để dầu nhiều á, cá nó mới giòn, ngon. Anh chiên cá, anh cho tép tỏi vô cho nó thơm. Anh cho tỏi vô xong á, em cho cá vô luôn. Chú cao cái trái nào trái nấy nó non nưỡng luôn cả nhà. Nó muốn chín bói bên này trái nè. Bên này á em sang lửa, em xào tép em nó tan luôn. Bên này á em cho bánh tét gia tô luôn. Nãy em có nêm lại á, em thấy nó hơi dạ, em cho vô chút đường á cho nó vừa ăn. Em cho vô chút tét. Bánh tét này em làm bằng tôm lát hay sao á. Cái màu con tép á nó đỏ đỏ đẹp á. Em cho chút đường vô. Cho em chọn lên á, anh để cho nó thấm.
nấm tép á, chọn đường vô ra cái mùi thơm á, cái nào cũng đẹp lắm, cái nước kẹo kẹo này có dao chấm ngon lắm. Cá anh chị nãy là cũng vàng bên rồi nè, phải không? Để nó trở bề luôn. Cá kê đầm á, anh chiên lên cái nào nó vàng ươm mà ngon á. Mình sẽ hết khó, mình sẽ nó giả thịt. Ừ, nó bung thịt ra, ngon hết sức. Mình sẽ khó. Em cho gia vị vô nha. Em cho gia vị vô xong rồi em cho rau vô luôn. Giờ này em nhặt vô, em trộn đều rồi, em nắp xuống được. Rồi chả xoài, rồi cả trời này nè, nó canh ăn mát. Chiên á, em chiên nãy giờ cũng được rồi, vàng rồi, giờ em rắc ra dĩa luôn. Con cá giờ thấu ngon hết sức luôn cả nhà. Em chiên con cá lên màu đẹp hết sức luôn cả nhà. Thơm quá em ha. Thơm ha, vàng thấu luôn. Cái gì ta, cái bụng rồi hả? Cái bụng này đi kiếm mẹ à, ngạo thiệt ha. Xong rồi, mẹ dọn cơm ăn ha. Dạ, bữa nay cả nhà hai chồng em á đi đổ lúa được mấy con cá nè, em chiên tươi ăn với rau cải cái mắm tép. Dạ, mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình em luôn nha. Em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em. Ăn cơm đó. Chà đại bộ. Không dạ, anh giỡn ha. Cái chuyện anh giỡn á. Không cách thòm á em à. Anh lựa cái nào mà có xương chiên đi. Cá giòn thấu ha. Con cá bà ơi, với mẹ 4 năm ngày mới đi thăm á, lâu quá mới thăm cái nó cái đầu nó chạy giờ nó tương đương ba à bên chứ nó không bự hơn ba nhiêu đâu. Kiếm nhật không nè, anh ăn đi. Mày ngon mày ăn đi mà. Cái đầu à mày muốn tép mà thấy thử cái mùi mắm này chịu không nổi. Mùi này cái đầu nó chậm mắt lắm. Có rõ này. Khuôn gào. Em thích làm đậu gần mà chấm mắm tép á. Trúng bài luôn rồi. Đậu gì nữa. Cái đó là ngon. Bên này đàn em tấn công nữa rồi. Nãy người ta ăn rồi nha. Mình đói nó cũng đói mà. Mà chắc tại nó muốn lên video. Muốn lên video à. Nó muốn lên video à. Nó muốn lên video là miếng mai à. Ngon quá, ngon canh không? Sáng này 3 bữa câu là không có mở luôn rồi. Không. Cái mỡ đâu mà mỡ. Cái chiên này không biết ngon. Nó bò vậy. Cái chiên này mình ăn cái da là ngon. Ờ. Gấp. Ờ đúng rồi. Ăn cuốn ăn cái ăn gấp một miếng mà mắm tép vô. Ngon. Mắm tép được rộng lại vừa ăn ha. Của ai vậy? Nó bẻ quá hết biết. Chiên nó giọt nó đùi giòn thấu. Cải mép luôn. Mắm tép mà gần có trộn cho đủ và sẵn luôn. Em chỉ trộn thêm đường thôi. Không cho đủ quá, người ta trộn sẵn cho mình á. Ừ. Tiện ha. Trời, cái luôn cách ra đó, xương ngại luôn á. Giòn ha. Giòn.
Nhiều hả con? Sang canh nè mẹ, sang canh. Ba mẹ. Ừ. Sang canh nha. Cơm thêm hả? Ừ. Rồi còn xương. Cái lú à, mới giỏi rồi, mai mốt mình thăm là cá sạch với lương đó. Nhiều lắm á. Ốc. Cái gì nhóc cái lương mà nhóc cái không có à. Lâu lâu mới dính được thôi. Lâu rồi mình muốn mắm tép ăn. Tắt quá. Quá tắt. Cặp miếng lớp cũng mới đã. Cái này cay dừa ha. Không cay không. Nó không ăn được. Quá ngon em. Dạ em mời cả nhà ăn đậu gần chấm mắm tép. Quá phê. Tới một chuyện. Bên ăn mắm tép không được. Bà gấp miếng thịt này cho con nè biết. Cái dạng tươi ha. Bà này bàn cái đùi. Nhiều chấm. Chấm. Chấm dính luôn rồi. Quá sức nó giòn. Béo cái sức nữa. Quá đỏ. Thêm miếng mắm tép nữa. Mắm tép giòn khấu rồi. Đồ miếng cơm nó tới luôn bên này. Ngon ha, ngon ha. À, đầu ăn cá à. Ăn cơm trước ăn cá sao? Giòn miếng cá nhào. Cái da giòn lắm mình ăn đại đi con. Ừ. Cũng miếng dao bánh tét rồi nhờ dao cũng ngon lắm rồi làm miếng đậu rồng lắm đậu rồng mình kê vô luôn dứt mấy con bánh tét mình để lên dịch. Hôm thêm cũng ăn tép nữa. Là nặng là tới 1 triệu luôn á. Nhiều nhạc luôn. Nhiều nhạc luôn nha. Ba bài hay quá thôi bê. Bài ngon. Bài hàng nó ngon biết không. Không cái con nữa. Hấp miếng canh nữa. Còn tép nhóc mà ngon. Bà giúp tép cho con nha. Con cần cải trạng mát. Thơm. Sức mà hôi luôn đi. Gào ăn miếng gà có mát. Rửa rồi. Hành trang nó ha con. Quá dữ. Lát mình cho nó ăn thử con mắm tép nha ha. Chép. Có gì đâu nút ta dữ. Ba mi giờ phải trời. Tháng này là nhà mình là bao cả trời luôn anh. Thơm rất thơm. Ừ. Mẹ cho miếng canh cho. Có canh cho bên dễ dàng. Miếng cá nè, mẹ lựa cái lưng đó, nó có bị xương. Ăn đi, nhỏ giỏi. Quá hơi ra. Hút sọc sọc đi hả bên.
thôi, chấm. Chấm mắm thôi hả con? Chấm hả? Ngon. Ừ. Ừ, con tép nè, thử coi. Vinh không biết ăn đậu gầm đâu, để mẹ kẹp cho mẹ ăn. Ngon khó kiểm nữa. Cay cay. Chứ chua ngọt ngọt. Rồi nè. Ừ, ăn đủ thì nó giòn. Món này ăn còn bắt hết sức bắt heo ha. Ừ. Món này ra ruộng anh. Ngon. Bữa nào đi làm mấy em dở cho anh. Con nhận cá chê đậm béo ha. Nó béo ha. Nó béo mà thịt nó ngọt nữa. Ăn chiên giòn á, xương nó tan luôn. Có thêm miếng dèo. Ăn rau ăn. Gắp cá nhiều tốt. Có chừng xương nha bên. Ờ, cũng có chừng xương đó con. Cẩn thận nha. Nhớ mình. Em xin phép ra tay luôn nha cả nhà. Tại em lỡ. Em lỡ cúm bằng tay. Chấm cho nó dính nha mà. Chấm cho nó dính. Ăn vậy mà ăn ngon quá ha. Tưởng đâu em đắt đầu là em chê chứ. Bột, ai lựa nào. Chấm không chép mà chê. Ngon, hết sảy luôn. Bình không dám mà nhiều, sợi xương á, kỹ hết sức em ha. Xương cắn là nhỏ nhỏ. Em rửa thịt cho con nha. Cái mẹ tuốt cái này nè. Tuốt cái lưng con cá nó có xương. Hết cơm nữa rồi. Mẹ lấy xương xong rồi mẹ lấy cơm nữa cho. Ê, nói về nè. Ờ. Ừ. Ui, lên đồ. Ừ. Nàng cơm đọc, nào. Đọc. Đơn giản mà ngon sức em ha. Ừ. Thôi mà đâu phải ăn lẩu đâu mà cũng sức mà ho luôn, ngon hết sức ngon bữa nay. Sôi trên trời á, mình nấu nước sôi xong rồi cái mình đem lính mình thả vô á. Ừ. Ăn giống như nấu lẩu nha. Đúng rồi, ngon ha. Ừ. Hồi nãy anh chọn có hơn nữa à, còn hơn nữa mới mốt anh đi làm á, anh chọn ra ta đi làm. Ừ, còn hơi gỡ cơm ăn món này ở ngoài vườn nó ăn vậy nhở. Ừ. Làm không nổi. Ừ. Nò quá. Ăn xong rồi chiếm đất gì rồi ngã ngang. Ngã luôn. Mày ăn cái này. Cái gì ăn? Quá yên bình. Cái này người ta đến từ chỗ Úc dần rồi. Cắt thương thằng rồi. Cái hạt lót. Cái nhiều cũng đỡ ha. Đúng rồi. Còn cái đầu nó tái chơi. Nó giòn hả? Nó giòn mà nó béo không? Chưa, ăn dĩ đi. Không, nó tái chơi cái đầu mà mình chiên nghĩ ngon. Ừ. Nãy nhiều á. Còn ngon. Nấu ăn kho nó có chua vậy, nó cái đầu thôi. Nó đâu có giòn đâu mà ngon. Ừ, nó béo thì thôi ơi.
Ngon hả bên? Chín ngon đó. Thầu mời gắp cho chút chiếc cho. Ok. Mồ hôi nó đổ rồi. Ba mồ hôi đổ. Nghe mày đúng không? Ăn dính mép nè. Ôi dồi. Ai vui. Phải chạy mồ hôi đổ. Ngon quá rồi. Ê, ok. Tới nữa rồi. Rồi chừng hai bữa nhắc lần. Dạ, gia đình em á, chia sẻ video đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà giờ nó kế tiếp nha. Em bye bye cả nhà. Bye cả nhà.